Buffet ăn vặt chỉ 89k, ăn thả ga free coca ngay tại 168 Hồ Sen các cậu ơi. Mô hình mới mẻ, dự là sẽ rất hot ở Hải Phòng các cậu nè. Rất nhiều các loại viên chiên bắt mắt, các cậu chỉ cần chọn những món mà mình thích thì quán sẽ tự chiên hộ các cậu nha. Ngoài ra, quán còn có cả nem rán Trần Công Châu chính hiệu, ngon lắm luôn. Không gian quán có 2 tầng sạch sẽ mới toanh, trang trí đẹp mắt, chỗ đỗ xe thì siêu rộng luôn. Nhanh nhanh qua thẩm các cậu ơi.